Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đi qua những miền cổ tích ở khu vực Heho. Đây là một thành phố nằm ở bang Sang, điểm kết nối dễ dàng nhất với điểm đến Inle của đoàn làm phim ngày hôm nay. Vượt bao đèo dốc để chúng tôi đặt chân đến cửa ngõ hồ Inle. Hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Myanmar nằm trên độ cao hơn 800m so với mặt nước biển và là một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất trên đất nước kỳ bí này. Chúng tôi chọn một chiếc thuyền máy hướng thẳng về phía bắc của hồ Inle. Các bạn thân mến, hiện tại thì Hoài Nam đang đi giữa hồ Inle, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất ở Myanmar. Để đến được khu vực hồ này thì từ Rangoon chúng ta sẽ phải đáp máy bay đến Heho và sau đó chạy qua những con đường ngoằn ngoèo khoảng chừng 1 tiếng thì mới đến được khu vực hồ. Ở hồ Inle thì chúng ta có thể thấy những hình ảnh hết sức là đặc trưng với những người đàn ông Myanmar chèo thuyền chỉ bằng một chân, và bên cạnh đó là những công việc, những làng nghề truyền thống như là dệt vải, lò rèn hay là làm thuốc lá. Hồ nước này dài khoảng 21 km và rộng khoảng 11 km. Tuy vậy, đó chỉ là số đo trên giấy tờ bởi tùy thuộc vào từng mùa nước. Vào mùa khô, mực nước của hồ cũng chỉ khoảng hơn 2 mét. Chúng tôi có cảm giác như đang đi trên biển hồ của đất nước Campuchia. Chỉ khác là những bộ tộc trên hồ Inle mưu sinh bằng nghề chạy lưới có cách chèo thuyền bằng chân rất độc đáo. Các bộ tộc sống trên hồ Inle đa phần là người San, Bao, Taomyo, Yanu, Kaya và Danao. Ngày xưa, vùng hồ Inle này rất hoang vắng, chỉ có khoảng 4.000 người sinh sống. Theo thời gian, dân số ngày nay đã tăng lên đến 70.000 người, trong đó chủ yếu là cư dân thuộc bộ tộc San. Có thể thấy niềm tin tôn giáo ở đất nước Miền Điện hết sức mạnh mẽ khi ở giữa biển nước vẫn thấp thoáng đâu đó những mái chùa vàng đặc trưng mọc lên sừng sững giữa trời xanh. Hồ Inle là bộ sữa mẹ nuôi sống các dân tộc đang mưu sinh trên mặt hồ. Người dẫn đường cho biết cá ở hồ Inle gần như không bao giờ cạn. Người ta có thể đánh bắt cá quanh năm và nguồn cá luôn dồi dào, đủ nuôi sống tất cả những đứa con trên mặt hồ. Con thuyền đưa chúng tôi len lỏi vào những khu vườn nổi trồng cà chua. Đây là khu vườn đặc trưng của người dân trên hồ Inle. Họ dùng rễ lục bình cố định lại thành một mảnh phao dài và lớn để trồng trọt. Cuộc sống mưu sinh trên hồ Inle không chỉ có chạy lưới. Trong những căn nhà nổi trên mặt hồ, những gia đình làm nghề thủ công truyền thống như dệt vải vẫn đều đều tiếng khung cười. Và giải dốc ở Inle nổi tiếng bởi nó được làm từ tơ, chiết ra từ những thân sen, thân súng và được dệt bởi đôi bàn tay tỉ mỉ, chuyên cần của những phụ nữ San khéo léo. Nghề dệt vải và lụa đã trở thành nghề thủ công chủ yếu của họ bao đời nay. Các gia đình người San thường tiếp nối công việc này từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người phụ nữ lớn tuổi sau khi rời khung cưỡi hay máy dệt thường vẫn tiếp tục gắn bó với nghề bằng cách xe chỉ, tách sợi.
chúng tôi như lạc giữa thế giới của những làng nghề truyền thống. Ở Ile có hàng trăm những xưởng nghề như lò rèn, dệt lụa và đặc biệt là các gia đình làm thuốc lá truyền thống. Gia đình cô Sen Squemu đã làm nghề này từ 3 đời. Cô cho biết những lá thuốc Sibesan được hái từ những cánh rừng ở Bang San, phơi thật khô và phần hương liệu bên trong, mỗi gia đình lại có bí quyết riêng để trộn, tạo nên loại thuốc lá và xì gà Inland nổi tiếng khắp đất nước. Mỗi cô gái trong các xưởng làm xì gà và thuốc lá có thể quấn 700 điếu một ngày. Sống trên hồ Inle cứ như ở một thế giới nào thật khác lạ. Những cư dân Inle đi lại trên những con thuyền với kiểu chèo độc đáo. Những khu làng nằm ẩn khuất sau những bùn lau hoặc những khu vườn trên mặt nước cuốn đoàn phim chúng tôi đi sâu hơn vào cuộc sống của cư dân trên mặt hồ. Chúng tôi ghé vào thăm một phụ nữ thuộc bộ tộc Ba Doan đang sống trên hồ. Bà hát cho chúng tôi nghe bài ca về bộ tộc, về những cô gái Ba Doan cổ cao, chân đeo kiềng. Bà Đao Mô Su năm nay đã 61 tuổi. Từ năm 12 tuổi đến 22 tuổi, bà đã thực hiện nghi lễ đeo vòng cổ cho mình 3 lần, mỗi lần 3-4 chiếc vòng. Hiện tại, trên cổ bà đã có đến hơn 20 chiếc. Bà cho biết bộ tộc của mình có nguyên gốc sống tại bang Kaya, gần biên giới Thái Lan. Với người Ba Doan, phụ nữ có cổ càng cao, càng đẹp, càng có tính thẩm mỹ. Đó là truyền thống của bộ tộc bà từ nhiều đời nay. Đao Mô Su hào hứng cho biết thêm, nếu chúng tôi đến Yangon tìm nhãn hiệu cà phê Miko, sẽ thấy bà xuất hiện trong những bảng quảng cáo. Ngày nay, những người phụ nữ cổ cao ở Myanmar đang ít dần đi, một phần vì cuộc sống hiện đại đang xâm lấn, phần vì nhiều người trong số họ đang rời bỏ bản làng của mình để mưu sinh. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi đã có cơ hội một lần được gặp gỡ người phụ nữ Ba Doan, đặc biệt trong chặng hành trình trên đất nước Miền Điện. Thêm một buổi chiều rực rỡ trên hồ Inland, mặc cho thời tiết mưa nắng thất thường trong những ngày qua, chúng tôi vẫn thấy phơi phới trong lòng. Những ngày ở miền cổ tích Miến Điện đã cho chúng tôi cảm nhận về đất nước, con người và truyền thống độc đáo của họ. Đất nước Myanmar nay đã rất gần gũi, rất thân thiện với từng thành viên đoàn làm phim chúng tôi. Tạm biệt Myanmar, bước chân của chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi trên những quốc gia ASEAN phía đường chân trời.